ăn uống á, mua cá chết á. Dạ. Rồi mần khô, mần khô rồi để dành ăn. Dạ. Vậy đó. Là mua cá chết cho nó rẻ ha. Dạ. 1 ký gạo bà Tư ăn lâu không? Ít có khi nào được 10 ký, 5 ký nhiều. Rồi 5 ký thì bữa ăn nửa lon sữa bò vậy. Bữa ăn thì chắc sáng thì nửa lon sữa bò nấu cơm nha. Yeah. Còn nấu cháo thì ít. Những câu chuyện đời nhiều bất hạnh, những nỗ lực đi tìm con đường sống cho mình và người thân, những tình cảm sẻ chia từ lòng nhân ái, xoa dịu nỗi đau thương hướng đến một tương lai. Tất cả hãy cùng chung tay với bà con nghèo, hãy đến với chúng tôi. Dạ, Nghĩa mến chào quý ông bà cô chú anh chị các bạn trở lại kênh Nghĩa Phước Vlog. Nghĩa xin gửi lời chúc quý ông bà cô chú anh chị các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc bên gia đình ạ. Thưa ông bà cô chú anh chị, hôm nay đồng hành với Nghĩa là kênh của chú Hai Mùng Vlog đây cô chú anh chị. Hôm nay chú Hai dẫn Nghĩa đến hoàn cảnh của một bà cụ sống một mình trong căn nhà đây cô chú anh chị. Chú Hai, chú có thể chia sẻ giúp con ông bà cô chú kênh con là hoàn cảnh bà cụ này như nào chú Hai ha? Cái thím Tư này đó thì cũng có con nhưng mà thím con nghèo á. Dạ. Và thím Tư ở con nên đây nè. Dạ. Giờ hai người chú Tư nữa mà thôi rồi. Yeah. Ở đằng kia. Yeah. Thím Tư là ở đây. Yeah. Thì chú cũng đi xuống đây quay giúp một lần rồi nhưng mà chú ít tiền mà có 500 ngàn à. Yeah. Mua đồ cho bà cụ với cho tiền cho bà có 500 ngàn à con ơi. Nay chú nhờ con là xuống giúp thím Tư ở đây. Dạ, là bà sống chỉ một mình thôi. Mình. À, trong cái căn nhà này con thấy cũng xuống cấp lắm chú ha. Dạ. Thì cháy một lần rồi con ơi, cháy rồi mạnh thường quân người ta cho đó rồi cắt rồi lột được đó mà tôn này không còn miếng tôn ở trên chứ còn sao lá không mà. Dạ. Cái chú. Còn bên đây là bà đấy ha. Ở đây là bà nè. Dạ, để con lại con hỏi thăm bà. Con chào thím Tư. Dạ con chào bà. Dạ cảm ơn. Con gửi này cho bà. Con được chú Hai giới thiệu đó. À, hôm nay con xuống con thăm bà nè. Hả? Con được chú Hai giới thiệu hôm nay con xuống thăm bà. Dạ tôi cảm ơn nhiều rồi chú nghe chú. Bà năm nay nhiêu tuổi rồi? 82. 82 tuổi rồi. Bà thứ mấy bà ơi? Thứ tư. Bà Tư ha. Dạ. Bà Tư sống trong nhà đó với ai? Sống mình ơn à. Bà Tư sống con mình ơn à. Ừ. Dạ. Rồi được lãnh tiền nhà nước cho bà Tư? À, nhà nước không ở đây đó hả? Dạ. Có lãnh. Dạ. Dạ. Tháng được nhiêu bà Tư ơi? Tháng được 260 ngàn. 360 hả? 260 ngàn. À, rồi cái với nguồn tiền đó bà Tư đủ mình xây không? Không. Uống thuốc không đủ nữa. Bà Tư bệnh hả? Đau. Bà Tư bệnh gì kể con nghe đi. Đau bằng đầu nó nhức đầu. Yeah. Rồi cái nó nhức con mắt. Cái rồi nó hư con mắt. Cái giờ nó điếc cái lỗ tai luôn. Mắt bà Tư giờ con thấy không? Thấy mờ mờ vậy như mù thương sao mù vậy. Mắt bà Tư bị gì bà Tư biết không? Nó đuôi vậy. Ý là bị còm hả bị gì bà Tư? Không biết nữa. Mấy người đó kêu tôi đi khám mà đi coi đặng mổ mà không có tiền tôi không đi. Giờ có tiền đi bà Tư đi không? Có tiền bà Tư đi không? Chết nay sống mai rồi. Kệ nó. Em muốn lại thăm tôi bữa nay. Tối tôi chết tôi cũng mất cuộc. Giờ dòm đây rồi đó. Thấy mờ mờ. Có cô chú cho thì đi khám mắt đi cô bà thím Tư ơi. Hả? Chú nói có cô chú cho bà Tư đi khám mắt đi. Cho hả? Thấy đường. Đi không ai ở nhà. Đóng cửa lại bà Tư. Bỏ nhà không được đâu. Yeah. Con xuống đây con dựng nhà cho thím Tư. Hả? Rồi chú Hai nói xuống đây giữ nhà cho bà Tư. Cảm ơn ai à. Rồi bà Tư làm này là cái gì bà Tư? Lắc rau đặng chiều luộc ăn. À chiều ăn luộc rau chiều ăn cơm ha. Dạ. Yeah. Bữa nay bà Tư được gì ăn cơm? À nhỏ cháu đặng nó cho cá. Dạ. Dạ.
rồi mình luộc rau thêm mình ăn. Dạ. Dạ. Rồi ra chưa ra đây dưới này mát bà Tư ha. Con thấy trên nhà bà Tư nắng quá à. Thôi rồi ở ngoài này không à. Chiều mát, cái 5-6 giờ chiều mới vô nhà được. Dạ. Bà Tư được mấy người con? Có 4 thằng mà nó đi 2 năm rồi nó về có 1 thằng 1 tới giờ. Có ai gửi tiền cho bà Tư không? Cho tôi được có 200 ngàn à. Là 4 năm nay hả bà Tư? Dạ. Rồi tôi cũng không lấy nữa, kệ nó mà đi mặn. Nó thiếu nợ nhà nước 400-500 triệu rồi nó đi về nó cho tôi rồi nhà nước bắt nó làm sao? Con bà Tư làm ăn lỗ lã hả? Dạ. Dạ. Chú Gia ở bên đó đó, cháy cái nhà, rồi chú mới qua đây tôi ở đậu. Dạ. Dạ. Bà Tư ở đậu hả? Ở đậu. Dạ. Rồi mỗi ngày là bà Tư tự nấu cơm, tự giặt giũ, tự làm này kia hết. Dạ. Dạ. Kệ mình không thấy đường, mình nấu ngon thì mình ăn ngon, nấu dở ăn dở. Chứ ai ở đây đâu có dòng họ gì đâu mà nấu cho mình ăn. Dạ. Một bữa bà Tư ăn cơm được nhiều không? Ăn chén chén à. Dạ. Bà Tư ngủ ngon không bà Tư ơi? Không. Trời ơi, em muốn thăm tôi gì tôi bằng ơn biết bao nhiêu nói trời. Có lẽ là bà Tư không có ai lại thăm ở trên cô chú anh chị. Con bà Tư thì đi mấy năm rồi không có về. Đúng không bà Tư? Ừ. Con bà Tư đi mấy năm rồi không có về, không ai lại đây thăm bà Tư hết trơn. Bà Tư gặp tụi con bà Tư tuổi thân. Dạ. Có người anh thì chết rồi. Dạ. Còn cháu không à. Nó dạ. Là không có lợi thăm. Ở tuốt ngày ngã năm. Dạ. Rồi ở đây là bà Tư chụm củi hay sao bà Tư? Chụm củi nó mới cháy nhà đó. Rồi ở đây bà Tư kiếm củi dễ không? Không đâu có gì đâu mà. Hôm đó ba cây bạch đằng ngã đó rồi. Ta lợi người ta mua đó rồi xin che cái trà đó. Dạ. Với tôi bơi xuồng đi vậy đó rồi tôi gặp cây gì tôi vớt. Dạ. 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 Con nói bà Tư nghe nè. Giờ bà Tư lặt cái này luộc ăn phải không? Dạ. Giờ bà Tư lên luộc đi, sẵn con thăm nhà bà Tư, con quay nhà bà Tư cho ông bà cô chú anh chị kênh con xem luôn được không? Được. Vậy lên hả bà Tư? Lên cho con quay cái nhà cho ông bà cô chú anh chị kênh con xem luôn. Dạ. Rồi luộc rau ăn cơm chiều luôn ha. Dạ. Dạ, giờ này cũng chiều rồi. Bà Tư đi khỏe không? Đi được không? Khi vậy đi ngon, có khi đi dắt té. Bà Tư dịnh con nè. Trời ơi, bà Tư không có dép hả? Người ta cho dép cũ bỏ ở nhà. Đi này đau chân lắm bà Tư ơi. Có đi đâu, đi ra, đi vô vậy không? Có đi đâu đâu. Dạ. Nhà bà Tư nắng quá à. Dạ. Nắng quá trời rồi đi ra đó trốn nắng. Dạ. Đó. Củi này bà Tư kiếm về đây ha. Dạ. 4 dạ. Năm ngày trời bữa được có nhiêu đó, không thấy đường bữa. Bữa hổng dập tay hổng rồi. Dạ. Rồi làm cá đồ này kia bà Tư làm tiện không? Dễ không? Hả? Làm cá đồ bà Tư còn thấy rõ làm không? Thì làm mẹ làm cha nó vậy, sạch thì ăn sạch, dơ ăn dơ vậy. Dạ. Bà dạ. Tư ngồi đây chút đi. Nè, ta cho cái mù mài không biết văng rồi không biết cuốn luôn. Rồi để vậy hoài vậy đó. Để vậy đó. Rồi chiều cái mình chui vô. Chui chiều cái kéo này ra cái rồi vô trong rồi quét quét rồi ngủ vậy. Trời ơi, chiếu của bà Tư gách hết trơn rồi cô chú anh chị. Người ta cho nè. Chiếu gách hết rồi. Dạ. Người ta cho đó. Bà Tư ngồi đi. Dạ. Bà Tư ơi, cái nhà bà Tư cái đó nó bung rồi. Dạ. Bung rồi mà biết làm sao vậy chú ơi. Ngồi còn mất dựng nữa làm sao mà dám lên đó. Dạ. Mình đâu có tiền mà mướn người ta. Nhà bà Tư mấy miếng tôn rồi cô chú anh chị, rồi cửa rồi đằng phía sau này là bị là mình làm lá bà Tư ha. Phía sau này bằng lá, con nói nó chống quắt hết trơn rồi. Dạ.
đó mấy ổng lộp cho rồi là thiếu cái gì, tôi còn thấy đường, tôi đốn lá vô rừng rồi giờ gách banh hết để vậy chứ đâu có thấy đường. Dạ. Bà Tư có muốn lộp lại không? Lộp lại đi đây mùa mưa làm sao? Dừng cái đó đó. Dạ. Dạ. Hổm bên này phá lá biết bao nhiêu kêu cho mà đốt đâu có thấy đường mà đốt. Dạ. Cũng như là bà Tư làm không được, không thấy đường. Dạ. Dạ. Con hỏi bà Tư là đây quê bà Tư luôn hả? Hả? Ở đây là quê của bà Tư luôn hả? Quê tôi ở Nga Nam á. Dạ. Rồi có chồng rồi tôi thôi ổng rồi tôi đi vô đây tôi chậm cứu chú hồi mẫu năm mẫu thân tới giờ. Dạ. Ừ. Mà không có gì chứ, ở đó đó, đó cháy nhà đó rồi qua đây ở đậu. Dạ. Cũng như ở đó mình nấu củi à cháy nhà bà Tư ha. Dạ. Rồi bà con đồ này kia có về thăm bà Tư thường không? Có cho gì cho bà Tư không? Không đâu, không có gì à. Xóm đồ lợi chơi đồ vậy. Dạ. Còn con là 3-4 năm rồi mới có người về. Có người về. Dạ. Về mà nó khóc dữ lắm. Dạ. Cũng như là anh đó nhớ bà Tư ha. Dạ. Với bà không có tiền về nuôi mẹ khóc. Dạ. Cái này của mấy ông nhà nước là thằng sáu nhỏ á. Dạ. Nó làm giùm đó chứ con tôi cũng không có ở nhà nữa. Dạ. Ở đây mình mua gạo hả bà Tư? Tôi á thì từ thiện cho. Dạ. Có rồi lâu lâu vậy ăn hụt cái mua. Dạ. Ừ. Bà Tư uống hút mỗi ngày nhiều tiền không? Một ngày vậy đó hả? Dạ. Ngày vậy 30.000. Trời ơi. Ừ, thuốc uống á. Là bệnh nhất hả bà Tư? Con mắt nè. À. Rồi nhức giò. Giò đi muốn té giờ nào thì té à. Dạ. Sáng uống 15.000, chiều 15.000 vậy đó. Ủa vậy rồi. Ngày 30.000. Rồi tiền đâu bà Tư uống đủ bà Tư ơi? Trời ơi thì chị em anh em ta cho đó. Dạ. Từ thiện cũng có cho nữa. Mà lâu lâu người ta cho 100, nửa trăm vậy đó. Rồi để dành uống thuốc. Có lúc nào mình không có tiền hụt tiền uống thuốc không bà Tư? Trời ơi, cũng muốn chết vậy. Hụt hoài cái gì. Rồi lúc đó chịu vậy luôn. Chịu vậy luôn, rồi ở xóm này nè, ta thấy vậy đó. Thấy đau quá, người ta mua lại, người ta cho chút đỉnh. Dạ. Tại vì ngoài cái tiền uống thuốc ra bà Tư còn cái tiền hàng ngày như cơm rồi gạo rồi nước tương nước mắm đường bột ngọt này kia nữa đó có ăn không có thôi có ai đâu cho. Yeah. Từ thiện lâu lâu người ta mới cho gạo cho đó vậy đó chứ đâu có cho hoài. Dạ. Yeah. Yeah. Nhưng mỗi ngày phải có cá thịt này kia rồi mình phải mua cũng tốn tiền nữa rồi bà Tư ăn uống thì sao bà Tư kể con nghe đi. Ăn uống á, mua cá chết á. Dạ. Rồi mặn khô. Mặn khô rồi để dành ăn. Dạ. Vậy đó. Là mua cá chết cho nó rẻ ha. Dạ. Rồi mặn khô. Dạ, với người ta bán rồi người ta thấy tôi vậy đó. Rồi người ta việc bán việc cho rồi tôi mặn khô. Dạ. Chắc tới nay thấy tôi không khô. Tới nay còn cái tháng ngoài. Dạ. Ừ. Cuộc sống như vậy là bao nhiêu năm rồi bà Tư ơi? Mười mấy năm mà. 15, 16 năm gì rồi. Mà mấy năm trước á, còn thấy đường. Yeah. Đi mót, đi đồ được. Yeah. 5-6 năm nay hồi cháy nhà tới giờ là không có đi đâu được hết trơn. Yeah. Đi mót là đi mót lúa bà Năm. Yeah. Bà Tư. Yeah. Yeah. Bà Tư tuổi thân của số anh chị. Thường ngày thì ở đây con thấy vòng vòng không có cái nhà nào gần nhà bà Tư hết trơn. Rồi không có ai tới lui rồi con cháu thì nghèo khổ quá thiếu nợ thiếu nần rồi không có về bà Tư ở cho nên có mình nhà người dân không hả? Dạ. Bằng ngày thì người ta chỉ lỡ gì người ta hỏi ừ bạn có cũng gì vậy rồi người ta nói chuyện 2-3 tiếng người ta đi thôi chứ không có đây không có dòng họ gì hết chứ toàn là người dân. Dạ. Chị em út lại thăm tôi vậy không biết chừng nào tôi trả ơn chị em út mà tôi quên được.
Dạ. Con nói bà Tư nghe nè, giờ là con với bà Tư xuống luộc rau này ha. Dạ. Rồi con quay vòng vòng cái bếp cho ông bà cô chú xem luôn. Dạ. Ở đây con hỏi bà Tư như nước bà Tư xài sao? Nó xách lên để chỉ đó. Ủa bà Tư xách dưới sông lên hả? Ừ, xài nước sông lên. Rồi mình nấu cơm cũng bằng nước sông luôn? Nấu cơm thì nước mưa. À, còn luộc rau ha, cái nãy kia do đồ đó thì nước đó. Dạ. Bà Tư còn sách khỏe được hả? Hả? Bà Tư còn sách nổi hả? Sách ít, có thùng nhỏ dưới đó. Dạ. Rồi sách thiền lên vậy đó. Dạ. Không thẳng đi. Dạ. Sợ quá à, cháy là người sợ quá à. Là sách nước để lên trên này để dành. Để dành vậy đó. Bà Tư dẫn con đi đi. Trời ơi, bà Tư đi không vững nữa cô chú anh chị. Bởi vậy một mình sao bà Tư đi được? Đi mò mò đi. Dạ. Cái cột nó gần gãy rồi đó, gần sụp rồi đó bà Tư ơi. Ừ. Đó. À, là bà Tư xách nước này đó hả? Xách nước để hàng gì nè. Đằng chi bà Tư? Để vậy nè rồi chuẩn đó đó. Ừ, thí dụ mà lửa than mình không thấy thì bắt cháy đây mình tát cho nó lần. À, con hiểu vậy rồi. Vậy đó. Cũng như hồi đó là bị cháy lần rồi, giờ bà Tư sợ ha. Dạ. Dạ, trời rồi, ơi. Rồi, đây nè, mấy ổng cho được điện, có nấu cơm không, tôi không dám làm gì hết trơn. Dạ. Nấu cơm không à. Dạ. Ồ, mấy cái này nó cũ kỹ quá rồi, bà Tư ơi. Hả? Mấy cái này nó cũ kỹ quá rồi. Nó cũ kỹ quá rồi. Dạ. Yeah. Bà Tư nấu lò này á, lò này. Lò này nè, đâu yeah. có dám nấu đó. Dạ. Yeah. Đó củi dưới đó, không dám nấu đó, nấu ở đây mà nước để kế bên mà sợ không chết. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Rồi bà Tư luộc rau nồi nào đâu? Hả? Bà Tư luộc rau bằng nồi nào đâu? À. Trời. Dưới này đá không à, bà Tư không mang dép vô đau chân lắm. Kìa, ta cho đôi dép kìa. Tính đến bữa trời mưa tạt quá thì suốt đây ngủ đây nè. Ủa bà trên đó tạt luôn. Tạt trên này nè. Rồi giờ mai mốt mưa bà Tư xuống đây ngủ. Dạ. À dạ. Bà Tư ngồi đi. Dạ. Phải có dâu có con đồ thì nấu cho mình ăn, gần này không dâu không con mình nấu ăn ơn chứ biết làm sao giờ. Bà Tư có muốn con bà Tư về ở nấu cơm bà Tư ăn không? Nghèo thiếu nợ gì đây, nhà nước bắt nó. Dạ. Yeah. Rồi bốn người con người nào cũng thiếu nợ hết đó bà Tư? Thì cũng mê dịch á. Lai cũng thiếu nợ hết? Ừ. À là con bà Tư nuôi dịch đó ha. Dạ. Yeah. Là bốn người con nuôi dịch hết luôn? Nuôi dịch hết lên, hết luôn mà. Có nhỏ con gái thì thiếu ít mà nó cũng không có gì à đâu. Hai năm rồi nó chưa có gì à. Dạ. Ở Sài Gòn á. Rồi như vậy đó, rồi con bà Tư có nói khi nào về đây lo cho bà Tư không? Nó đâu có tiền bạc gì nó lo đâu chú, không có tiền bạc gì nó lo đâu. Rồi mai mốt bà Tư không có nấu nổi nữa thì sao? Kệ, nấu không nổi nữa thì ngồi đó chịu. Ngồi đó chịu chứ biết sao vậy. Bữa nào mà gió quá cái kéo thùng nước rồi để đây nè, để sát vậy nè, sợ nó văng á. Dạ. Yeah. Nó văng rồi không thấy tới chừng nó bắt nó cháy chữa không kịp. Dạ. Yeah. Cũng một lần bà Tư bị cháy nhà nên bà Tư sợ. Dạ. Còn khi đó cũng vậy nè. Rồi cái cự củi để vậy nè mà lửa than khiều khiều mà nó văng vô. Hồi 9 giờ sớm mơ mà tới 5 giờ chiều nó mới cháy. Dạ. Tuổi lắm chú Nghĩa ơi. Bà Tư có mong ước điều gì không? Hả? Bà Tư có mong ước điều gì không? Mong ước sao cuộc sống mình cho khỏe khoắn như người ta vậy? Là dễ gì chú ơi?
Già từng tuổi này rồi dễ gì. Ngoài cái tiền nhà nước cho hàng tháng bà Tư đâu có tiền gì nữa hả bà Tư? Không. Ban đầu là hứa cho 360 ngàn, rồi tới chừng ra lãnh có 260 ngàn à. Cái đó bà Tư đi lãnh hả? Ai lãnh giùm bà Tư? Cái lần sáng mắt á thì tôi còn đi. Yeah. Đi lãnh cũng y chân 260 ngàn vậy, rồi gửi người ta cũng y vậy chứ người ta không có ăn gian. Dạ. Yeah. Ta thương người ta không có ăn gian. Dạ. Yeah. Chú Nghĩa ơi, chú thăm tôi lần này chừng nào chú thăm nữa. Con không biết nữa, khi nào con lên nội dung video này có ông bà cô chú anh chị có kêu con xuống thăm bà Tư con sẽ đi. Dạ. Dạ. Ôi trời, mắc ơn biết bao nhiêu nói. Nhà bà Tư thì không có cái gì quý giá cho cô chú anh chị, ở nhà trên thì chống quơ chống quắc à. Còn xung quanh này nhà thì xuống cấp rồi. Cái này nè nó gửi đó. Nó dạ. Đi rồi nó gửi tôi không đó, chứ có cái nhà không à, không có gì chứ. À, con bà Tư gửi lại ha. Ờ, nó đi chạy dịch rồi tôi gửi đậu nhà nó nè. Dạ. Rồi nó gửi đấy. Tôi tính à, tới chừng mưa quá tạt quá trời á, ở trên giạc nó tạt quá cái tôi kéo miếng giạc xuống đây tôi lót, tôi văng bùn ngủ đây nè. Bà Tư không thấy đường, ở một mình không ai lo cơm nước gì hết. Dạ. Vất vả lắm. Dạ. Rau ở đây bà Tư thường hái được nhiều không? Hái bữa ăn nấm, nấm ngoài gì nè, rồi luộc, chấm nước tương ăn. Dạ. Cuộc sống những ông bà cụ ở dưới quê thì cực khổ cô chú anh chị. Khi mà của bà Tư ngày hôm nay thì có tận 4 người con mà vô nuôi dịch lỗ, rồi thiếu nợ không có về được. Cho nên là bà Tư phải sống một mình trong căn nhà này, gọi là căn nhà rách nát không cô chú anh chị ơi, ở giữa đồng không mông quạnh này mà. Mà nó ở nhà cũng vậy nữa, tôi cũng sống mình nên tôi hà, mà đều có nó chạy tới chạy lui nó đỡ. Yeah. Còn giờ không có nói nhà thì cũng mình ơn vậy hả? Hồi đó tôi cũng mình ơn, tôi ở bển mới cháy nhà đó. À dạ. Yeah. Là hồi đó con bà Tư ở bên đây. Dạ. Yeah. Hồi đó nó ở nền này nè, rồi tôi ở nền nhà chống bển đó. Dạ. Yeah. Rồi bà Tư cháy nhà, con bà Tư đi, bà Tư mới dọn qua đây ở. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Không có dọn nữa, mấy ông từ thiện á. Dạ. Thằng cháu nhỏ á. Dạ. Nó mới ghi ông mấy ông cơ sở này nè. Yeah. Mới xin cây xin đồ đem lại đây cắt cho tôi. Dạ. Yeah. Có anh thằng Út đó, nó thiếu nợ quá cái ông cơ sở là mày về đi, tao bảo đảm cho mày không có bắt đâu, mày về mày phụ cất nhà cho bả đi, kêu ghét nó mới dám về, không thôi nó không dám về nữa. Dạ. Yeah. Thiếu nợ tao nhà nước quá trời mà 400 triệu mà đâu có vừa. Yeah. Bà Tư có ruộng đất gì không? Không. Yeah. Trong lỏng không có cộng, từ hồi có chồng tới giờ không có một cục đất trực chim. Yeah. Điều hồi tôi còn con mắt còn thấy đường với còn đi đứng đồ khỏe, tôi đi mót tôi ăn. Đi mót lúa bà Tư ha. Dạ. Yeah. Rồi lúc trẻ là bà Tư làm công việc gì bà Tư ơi? Thì đi sấy mướn, đi gặt mướn. Dạ. Yeah. Mót lúa đồ ăn vậy đó. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Cỡ mười mấy năm nay thì bà Tư không có làm được gì nữa hết. Không, không có mặn gì được nữa hết trơn. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Rồi cũng như hàng xóm cho tiền này kia với tiền nhà nước để mình sống lây lất qua ngày. Yeah. Bà Tư nha. Nhà này, lần xóm này lâu lâu người ta cho người 20, 30, 50 vậy đó. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Ta thấy lỡ người ta thấy hoàn cảnh khổ rồi người ta thương người ta cho vậy chứ. Dạ. Yeah. Khổ quá chú ơi, chết sướng hơn sống đó, không thấy đường thứ này nè. Cái mùa này mùa khô nó cũng dễ cháy lắm đó bà Tư ơi. Dạ. Yeah. Nên bà Tư để nước sẵn đó cô chú anh chị, có gì đang tạt. Dạ. Yeah.
bữa nay có mấy chú mấy em ở đây vậy, tôi để đó chứ không có tôi kéo lại đây nè. Không có là kéo thùng nước lại đây. Để đây. Dạ. Rồi cái nấu rồi á. Dạ. Tát vòng 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 gì hết. Dạ, cho nước ướt nó đừng có bắt lửa ra ngoài. Dạ. Dạ. Bà Tư có còn đi chợ đồ không? Không. Dạ. Ừ. Người ở sáng đã có bán ngang đây hả bà Tư? Ngang đây người ta bán thiếu gì? Dạ. Mấy thằng đó nó thương, nó cũng có khi nó cũng cho thịt heo. Dạ. Cục gì nè. Dạ. Cá đồ nó cũng cho vậy, lâu lâu vậy. Dạ. Mấy em ăn cơm nha. Dạ thôi bà Tư ăn đi, để chiều bà Tư ăn đi. Con ăn hết lấy gì bà Tư ăn. Trời ơi, mấy em ăn tôi cũng mừng nữa. Con hỏi bà Tư nè, bữa nay con xuống đây, bà Tư có tiền không? Có tiền trong túi không? Không. Rồi sao cho con tiền xăng con về? Không biết làm sao nữa. Bữa hổm thằng ấy nó lại nó cho tôi đó. Yeah. Tôi mua thuốc uống với tôi mua được 3 kg gạo. Yeah. Rồi vừa mua về nhà chừng 2 tiếng đồng hồ người ta đem lại tôi cho 5 kg đó. Yeah. Còn bỏ đó. Yeah. Bữa hổm chú Hai xuống cho bà Tư rồi tôi mua thuốc uống ha. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. À, cái đó là của chú Minh La bên nước Mỹ cho bà Tư. Vậy hả? Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Cảm ơn nhiều. Tiền của con là bữa hổm chú Minh La đó thiếp Tư ơi. Chú Minh La bên nước Mỹ gửi cho thiếp đó. Của chú Minh La bên nước Mỹ cho bà Tư đó. Vậy hả? Dạ. Ừ, bữa hổm mới cho tôi đó rồi. Tôi mua thuốc uống đồ này kia đó. Dạ. Rồi cho đồ ăn có tới nay còn kìa. Dạ. Con cũng thay mặt bà Tư cảm ơn chú Minh La rất là nhiều. Gửi tiền bà Tư để bà Tư mua thuốc uống hôm nay. Vậy là chín chưa bà Tư? Chín rồi. Chín rồi ha. Ừ. Bà Tư dẫn con đi vòng vòng đi. Vòng vòng. Trời ơi trời ơi. Đi xuống khó quá trời cô chú anh chị. Sướng hơn sống trời ơi. Nó đi mua ra nuôi vịt cho nha. Tôi cắt nhà nhờ cái nền nhà nó bỏ ở đây. Dạ. Chứ tôi đâu mà có cái vụ này. Con hỏi bà Tư nè. Rồi dạ. Mấy cái này nó chống lỏng hết trơn mai mốt làm sao? Không biết làm sao giờ. Gió nó vô đây nè, nó tạt vô, mai mốt mưa nó tạt nhiều lắm. Dạ, mưa nó tạt dữ lắm mà không thấy đường nữa rồi không biết làm sao. Nãy bà Tư nói là không có ai đúng đó mà bà Tư lại lấy không nổi ha. Dạ. Dạ. Bên này nó phá một đám lá hết biết nó kêu nó cho mà đâu làm sao thấy đường đốt. Dạ. Nó khổ vậy đó. Cũng gần tới mùa mưa rồi. Dạ. Dạ. Hôm đó chịu mùa mưa tôi có ngủ đây được đâu. Dạ. Ngủ dưới đó đó. Mùa mưa là bà Tư xuống nhà dưới. Ờ. Dạ. Mùa nắng này nè mấy bà mới thấy vậy. Mấy bà xuống nhau 3-4 bà khiêng bộ vạt đó. Dạ. Lên đó cho tôi ngủ đó. Dạ. Dạ. Thấy cái miếng cao su tím từ bên đây gắt hết rồi. Miếng cao su này nó gắt hết rồi bà Tư ơi. Dạ. Tại ở đây gió nó nhiều, gió nó lọn vô nhà bà Tư nó vũ riết. Dạ. Mục hết với nắng nữa. Dạ. Miếng to cho đó nó dãy cao su thành này kìa. Lại ngồi bà Tư đi. Khổ lắm chú ơi. Điếc kêu không nghe rồi. Nhiều đứa nó bắt bản nó mắng. Nó kêu bà nín thinh. Ban đêm ngủ bà Tư có niệm Phật không? Có á. Dạ. Tôi quy y năm nay 10 năm rồi. Dạ. Yeah. Hồi đó bà Tư có đi chùa không? Có, đi hoài à. Bây giờ cũng đi nữa. Đi chùa gần đằng này nè. Dạ. Niệm Phật cho Phật trời phù hộ mình có sức khỏe. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Tôi hả chú ơi, tôi không có ham sống dai đâu. Giá trời cho tôi chết, cái cho khỏe. 82 tuổi rồi còn gì nữa. Dạ. Yeah. Khổ quá. Ban đêm ngủ đây hầm thì nực đồ không bà Tư? Nực. Nực ha. Nằm đây nè. Có cái quạt tay nhỏ đó. Rồi quạt. Dạ. Yeah. Nhưng mà tuổi bà Tư thì sống có một mình trong căn nhà này buồn lắm cô chú anh chị. Buồn là một cái
một cái vấn đề nữa là rất nguy hiểm khi con xin lỗi khi trái gió trở trời như thế nào đó, thì muốn cũng như lúc bữa nào không có khỏe rồi cái nằm đây rồi đâu có ai đem cơm nước gì cho bà Tư dùng đâu. Dạ thì cái nằm đó chịu trận đó, chừng nào khỏe thì thức dậy mò đi nấu ăn. Dạ mà nhờ có nồi cung điện hơi đỡ một chút. Dạ trời ơi bữa hổm chú ơi tôi không biết á, tay tôi ướt tôi bắt vô nó giật. Dạ hết hồn hết chía. Dạ bà Tư phải lau tay khô, lau cái nồi khô á bắt lên. Dạ dạ không biết á. Dạ rồi mùa mưa củi có đủ bà Tư chụm không hả? Mùa mưa củi có đủ bà Tư chụm không? Đi quơ quơ vào. Dạ hồi đó ông Tư với bà Tư sao chia tay với bà Tư? Ổng ở với ổng cực khổ quá à, ổng không lo tiếp tôi gì hết trơn. Dạ rồi tôi thôi ổng. Dạ bây giờ ông Tư ở nơi bà Tư ở nơi. Ừ dạ ông Tư cũng ở mình nên hả bà Tư? Con ổng thiếu gì, con riêng ổng á. À ông Tư có con riêng. Ừ dạ chứ ở ổng được 4 đứa nè. Dạ là hồi đó chia tay bà Tư ra ông Tư có bà Tư khác hả? Ừ hồi đó ổng có sẵn rồi tôi mới chia tay. À ừ. Là ông Tư hồi trước là có con rồi, bà Tư mới gặp ông Tư. Dạ 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 con hiểu rồi. Rồi gây bây giờ là ông Tư có con nuôi, còn bà Tư thì con bà Tư nghèo quá không có về nuôi. Dạ dạ Tết con của bà Tư cũng không có về luôn nữa hả? Không Tết nằm buồn khóc muốn chết. Tết là chỉ chòm xóm này kia lại vui mấy ngày Tết với bà Tư thôi. Ừ. Còn con không có về. Không. Hồi lúc mà con bà Tư nuôi dịch là bà Tư cũng ở đây cũng sống như vậy đó. Cũng sống mình ơn ở bên đó đó. Dạ. Nhà bên đó đó, nó ở đây nè. Dạ. Rồi tôi cháy cái nhà đó đó, rồi mấy ông cơ sở nói mày không cất để cho bà Tư ba cất ba ở đi. Dạ. Rồi nó la ừ. Rồi nó cũng nói với mấy ổng là tôi nói với bà cho tôi gửi mấy cái thùng đó. Thì gửi mấy ổng là ừ mày gửi mày cho bà cất bà ở yên nơi yên phận bà đi. Yeah. Thì mấy ổng lại cất cho tôi đó. Sao bà Tư không lên thành phố ở chung với con bà Tư? Nó đi mượn mướn mà. Yeah. Bà Tư ở nhà giữ nhà trọ đó cho con bà Tư đi làm, chiều về nấu cơm bà Tư ăn. Thôi nó lo sự nghiệp nó kệ, giờ tôi mình ơn chứ sống khỏe mình ơn đi. Còn nó lo, rồi nó có gia đình chảnh rồi kệ nó, để cho nó ở chảnh nó lo đi. Nhưng mà bà Tư bây giờ còn nấu cơm nổi. Dạ 5 năm 10 năm nữa sao bà Tư nấu cơm nổi? Nấu không nổi thì tới đó là tính. Dạ dạ cũng như giờ bà Tư cũng mong là được có số tiền để uống thuốc. Dạ. Để mua cao su làm lại nhà cửa vòng vòng cho nó kín kín đằng ở bà Tư ha. Dạ dạ vậy nó tạt nó đây nè, nó tạt vô nữa bà Tư. Dạ ở đây cũng tạt, cửa đó tạt nhiều. Dạ của anh cái cánh nén mình đây là tạt nhiều. Dạ tại cái miếng tôn này mai mốt nó bay nó sức nó phan vô đây đó bà Tư ơi. Bởi vậy sợ mấy người đó lại thăm tôi, mấy người cũng sợ là tôi ngủ đây rồi ngủ đi ông gió rồi sợ nó sức nó dẫn đây nè. Dạ yeah. La kệ nó chứ giờ mình làm sao leo lên được, không tiền rồi lấy gì mướn. Dạ yeah. Khổ. Chú ơi chú Nghĩa ơi, chú đợi thăm tôi với hai cháu đợi thăm tôi, chú mừng quá trời mừng. Dạ yeah. Cửa của bà Tư cũng hư hết rồi. Hư hết trơn rồi. Cửa này cũng hư, cửa sau cũng hư luôn. Cái nhà này bà Tư cất lâu chưa? Gần 2 năm rồi. Gần 2 năm mà hồi đó con nghĩ chắc cái này người ta cho hay sao mà chú hai. Ổng cho. Anh Sáu Võ là anh bắt đầu đó. Ý là cho kiểu như là ton này ton kia tùm lum hết trơn. Cho này ton này ton kia anh bắt đầu cây mấy thấy cây đặt cây tròn nè. Cây này cũng mấy ổng mà đẻo đem đỡ luôn hết trơn à, đem luôn cái nhà rồi là hết trơn. Mà con này thì con sát gieo qua được con lạnh đâu.
chứ mới có 2 năm mà không đến độ xuống cấp vậy, do cái hồi đó cái tôn cũng có qua sử dụng rồi sao á. Tôn này tôn tôn là tôn sắt. Mấy ông nhà nước đem lại các luôn cho tôi hết trơn hết trời. Rồi thiếu, thiếu rồi tôi mới đấu cá được tôi dừng hết á. Giờ hư hết trơn. Có được mấy cây được tốt thôi. Sao này cái miếng dách thì dừng nhất lá bên bên trên rồi con cái lá một tơi chứ quá trời luôn. Cái lá mồng tơi chú hai nói á, leo lên nóc nhà giống như là dậu đổ bìm leo. Dạ. Yeah. Cái này con đi chợ con bán được mấy chục ngàn lá mồng tơi. Rồi cái tiền điện của mình á, hàng tháng nhiều không bà Tư? 20 ngàn, 2 tháng ta mới lấy 1 lần, 3 tháng ta mới lấy 1 lần, mà ta lấy 1 tháng à, ta cho. Dạ. Dạ. Dạ cũng ít. Yeah. Tại vì bà Tư có cái bóng đèn này với cái nồi cơm điện thôi. Dạ. Vì có cái bóng đèn đó với nồi cơm điện đó, người ta mới lấy tiền điện. Dạ. Dạ. Rồi cô đó cũng như cháu này nè, vô thấy tôi hoàn cảnh vậy đó, là thôi con cho gì uống thuốc. Dạ. Con lấy 1 tháng à. Dạ. Tương lai sắp tới bà Tư thì bệnh mỗi ngày phải uống thuốc vậy đó. Dạ. Rồi phải cái cuộc sống hàng ngày như ăn uống cơm nước gạo cơm. Dạ. Như cái nguồn tiền đó bà Tư có khi nào suy nghĩ điều gì không bà Tư? Có khi nào bà Tư suy nghĩ gì cuộc sống phía trước không? Suy nghĩ mà hết biết rồi. Giờ tôi nói thiệt với chú, tôi giá trời cho tôi ngủ rồi ngủ luôn đi. Tôi giờ không ham, không ham sống làm gì. Bà Tư ngày nào cũng bị nhức, cũng phải uống thuốc hết. Dạ. Sáng uống 15 ngàn, chiều uống 15 ngàn. Dạ. Lớn tuổi rồi cô chú anh chị thì mấy cái khớp gối, khớp tay chân này kia nó bị lão quá, nó khô hết rồi. Ngồi ôi chân tay của bà Tư. Hồi đó bà Tư làm dữ lắm hả? Dạ. Nè té xin cái vò tới nay. Móng tay móng chân của bà Tư rồi đó. Đó đi ruộng đồ nhiều. Có thấy cắt kia, thấy cắt nè. Nè chạy tới nay nè. Dạ. Té. Dạ. Con bà Tư có mua quần áo rồi cho bà Tư mới không? Không đâu. À, ở xóm ta cho người bộ, hai bộ vậy đó. Đó. Trong cái sách đó. Dạ. Dạ. Con tôi nó đâu có gì mà nó cho. Dạ. Dạ. Bà Tư còn nhiều cái thiếu thốn quá. Chiếu thì gách nè. Chứ chiếu này chiếu gách. Dạ. Nhà cửa thì nó không có đặng lành. Dạ. Ăn uống thì thiếu thốn. Dạ. Bà Tư nói là mua cá chết về bà Tư làm khô. Dạ. Rồi ăn rau rồi này kia qua ngày đoạn tháng vậy đó. Dạ. Dạ. Chắc này thấy khô còn dứt kìa. Có khi nào mình bị hụt gạo không bà Tư? Cũng có. Lúc có đó lúc đó làm sao bà Tư ơi? Lúc mà không có gạo rồi làm sao? Nấu cháo. Nấu cháo ăn ha. Dạ. Còn tiền không có thì nằm nhịn vậy đó. Dạ. Bữa nay lại là không có tiền gì luôn. Hết trơn. Bữa hổm mà cháu này nè cho đó. Dạ. Rồi uống thuốc. Dạ. Dạ. Rồi thuốc bà Tư còn không? Lỡ mai mua thuốc là tiền đâu bà Tư mua? Còn mua thủ uống được 2 ngày nữa hả? Còn 2 ngày nữa ha. Dạ. Dạ. Gần tới lãnh lương chưa bà Tư? Hút rồi. Hút rồi. Ừ, lãnh hôm đó hút rồi. Dạ. Giờ phải chờ tới lương nữa hoặc là có ai cho bà Tư mới có tiền mua thuốc. Dạ. Còn không có ai cho nữa thì bà Tư nằm chịu luôn. Dạ. Nhất lắm nhưng mà không có tiền biết sao giờ cô chú anh chị. Thì không có tiền thì nằm chịu nhất nó hoành hành sao kệ. Dạ. Dạ. Còn ăn uống có thì ăn, không có thì rau luộc, nước tương, nước mắm. Dạ. Gạo thì lúc nào mà có tiền mua hoặc là có từ thiện này kia cho thì mình dùng mình ăn. Dạ. Không có thì ít quá nấu cháo ăn. Tôi nấu cháo, cháo này vô thấy tôi nấu hoài gì. Dạ. Dạ. Là ngay mấy bữa đó bà Tư hết gạo ha. Dạ. Dạ. 10 ký gạo bà Tư ăn lâu không? Ít có khi nào được 10 ký, 5 ký nhiều. Rồi 5 ký thì bữa ăn nửa lon sữa bò vậy. Bữa ăn thì chắc sáng vậy nè, nửa lon sữa bò nấu cơm nha. Dạ. Còn nấu cháo thì ít. Trời ơi cô chú anh chị, nhà cô chú anh chị mua gạo một lần mấy ký. Bà Tư ít có khi nào được 10 ký lắm. Dạ.
là người ta cho lần 5 ký, hoặc mình có tiền mình mua thì lần ký 2 ký 4-5 ký vậy bà Tư ha. Chứ không có tiền mua được 10 ký nữa. Như vậy bao lâu rồi bà Tư hả? Như vậy bao lâu rồi bà Tư chưa được 10 ký gạo trong nhà? Cũng có 3-4 tháng gì kìa. Hổm nhỏ thì thiện đem lại cho 5 ký còn để đó. Thấy ít nấu cháo ăn nhín, nấu cháo ăn nhín sợ rủi hụt và không có tiền mua. Ở đây bà Tư mượn gạo người ta được không? Mượn thì được mà không có gạo trả người ta. Nó khổ vậy đó. Rồi không có dám đi mượn luôn. Dạ. Đúng rồi cô chú anh chị, mượn tình làng nghĩa xóm, mượn thì người ta cho đó, nhưng bao giờ mình có gạo để trả người ta. Dạ. Cho nên không dám mượn. Người ta hay á thì người ta đem lại ta cho, người ta không hay thì ngồi đó chịu vậy. Nhưng mà ai cho thì lấy ha bà Tư ha. Dạ. Dạ, nhưng mượn không dám. Dạ. Rồi có khi nào bà Tư đi mượn tiền ta không? Không dám đâu. Có khi nào nhất quá chịu hết nổi chạy mượn tiền không? Không dám. Không có dám ha. Không. Nhìn vậy thì có đi mua chịu thì dám. Đi mua chịu tiệm thuốc. Chứ không dám mượn tiền. Mượn tiền người không có lấy gì trả người ta. Khổ vậy. Con xin lỗi. Giống như mượn tiền phải hứa ngày đó trả. Dạ. Còn mua thuốc mình lỡ mình không có hứa ngày nào hết. Dạ. Chuyện nào tôi có tôi trả. Dạ. Người ta thấy mình lớn tuổi bệnh người ta cũng không có nói gì mình nữa hết. Dạ. Dạ. Mua chịu thì dám mua mà mượn không dám mượn. Dạ. Cô chú anh chị thấy hôm nay là cái hình ảnh, hôm nay là hình của bà Tư. Thì được chú Hai giới thiệu đến đây, bà Tư sống trong căn nhà này một mình thôi. Mà căn nhà thì nó cũng hư hao nhiều thứ, thậm chí đôi chiếu là cũng không đặng lành. Rất nhiều cái cuộc sống vất vả khó khăn ở phía trước. Thì con cũng xin phép ông bà cô chú anh chị, con xin quà cũng như tiền ông bà cô chú anh chị để con gửi đến bà Tư, để bà Tư vượt qua cuộc sống khó khăn phía trước. Con nói bà Tư nghe nè, hôm nay được chú Hai dẫn con tới á. Dạ. Con thăm bà Tư. Dạ. Trước là con chúc bà Tư nhiều sức khỏe, luôn bình an trong cuộc sống, thân tâm thường an lạc bà Tư nha. Dạ. Rồi con xin quà cũng như tiền của ông bà cô chú anh chị kênh con gửi đến bà Tư để bà Tư có tiền mua thuốc uống, có gạo để ăn hàng ngày. Dạ. Trời ơi, tôi cảm ơn em Út biết kêu đó. Ngài. Cháu này. Hồi đó giờ bà Tư nói không có được 10 ký gạo trong nhà, hôm nay con xin chị Tú 25 ký gạo cho bà Tư luôn. Dạ. Dạ. Con xin phép ông bà cô chú anh chị con lấy quà cho bà Tư. Trời ơi, chú mừng quá trời mừng rồi chú ơi. Mừng hết biết mừng rồi. Con bao gạo với Kim Tư ăn lâu lắm á. Dạ. Bà Tư gọi nó bao gạo bự lắm nè. Dạ. Trời ơi, tôi mừng quá trời rồi em Út ơi. 25 ký gạo. Dạ. Cái này của chị Tú á, bên nước Đức á. Dạ. Gửi tặng bà Tư ăn lấy thảo với chị Tú nghe. Dạ, tôi cảm ơn nhiều lắm nghe anh chú. Cảm ơn cô Tú. Cảm ơn cô Tú. Cảm ơn cô Tú mà cảm ơn mấy em nữa. Dạ. Nhờ có mấy em mới có. Không có mấy em làm sao có được. Con xin anh chị Mạnh Thường Quân ở Florida, con gửi cho bà Tư nhu yếu phẩm, nước tương, nước mắm bà Tư dùng nha. Dạ. Chị cảm ơn mấy cô mãi chứ chú nghe. Chai nước mắm đây. Dạ. Trời ơi. Chai nước tương. Ừ. Chai nước rửa chén. Dạ. Chai dầu ăn. Trời ơi. 1 ký đường. Một bịch bột ngọt. Yeah. Với trong đây là một bịch xà bông nha bà Tư. Bịch xà bông giặt đồ. Dạ. Yeah. Cho tôi gửi lời thăm mang ơn mấy cổ với mấy em nha. Dạ. Yeah. Cái này là ngũ cốc bà Tư để dành uống nha. Dạ. Yeah. Ổn cho một bịch còn mấy gói kìa. Dạ. Yeah. Yeah. Uống ngon thứ tư. Uống ngũ cốc ngon không? Ngon. Ngon, bữa hôm con mua à. Tiền của chú Minh La đó. Ừ, mang ơn chú Minh La, lại mang ơn em dữ lắm nha. Với này 1 ký lạp xưởng bà Tư bỏ vô nồi cơm hấp ăn cũng được nữa. Cái này ăn ra làm sao? Cái này bà Tư chiên, thôi bỏ nồi cơm hấp ăn, sắc ra ăn, lạp xưởng.
mà bỏ nồi cơm hấp được hả? Dạ được. Bỏ nồi cơm đi thím Tư rồi, để thím Chiên không thấy đường đâu. Ừ. Bỏ nồi cơm hấp á. Rồi ăn cái này ra làm sao? Ăn với cơm. Ăn với cơm được hả? Dạ. Theo mà ta làm lạc xưởng á. Dạ hả? Rồi bữa nào không có gì ăn đó. Dạ. Bà Tư không bỏ nồi cơm rồi xong cơm chín rồi này nó chín à. Bà Tư sắc ra rồi bà Tư chấm nước tương ăn. Dạ. Dạ. Trời ơi, tôi cảm ơn mấy cổ với cảm ơn mấy em dữ lắm nha. Dạ. Tổng cộng cái này hôm nay con mua là 408.000. Dạ. À, còn dư lại con gửi bà Tư nha. 408 với 2.000 là 410. Dạ. 1 2 3 4 là 450. Yeah. 1, 2, 3, 50. 50 nó là 500. Yeah. Bà Tư biết tờ này nhiêu không? Không. Bà Tư cầm ơi biết nhiêu không? Không, không biết, nhiêu vậy? Rồi tờ này 500 nữa là 1 triệu. Yeah. Tờ này 500 ngàn. Trời ơi, bà Tư có mình. Con hỏi bà Tư biết tờ này nhiêu không? Tờ này thì biết. Nhiêu bà Tư? 10 ngàn phải không? Dạ, yeah. Rồi tờ này bà Tư biết không? Hiện 20 hả? Dạ dạ. Không thấy đường. Ủa sao tờ này bà Tư không biết? Không biết cái tờ này. Tờ này bự không biết. Dạ bà Tư cầm đi. Dạ. Hồi đó giờ bà Tư không có xài tờ này hả? Không. Không có xài từ mẹ đẻ cho lớn. Không có xài một tờ nữa. Do cuộc sống bà Tư không có tiền nhiều. Bà Tư không có tiền nhiều phải không? Dạ. Trời ơi cô chú anh chị, là 82 năm mà tôi chưa từng biết cái tờ 500 ngàn mà tôi chưa từng biết cái lạp xưởng ăn ra làm sao luôn. Chưa thật. Không biết ăn lạp xưởng. Không, không biết ăn ra làm sao nữa. Không biết tờ tiền 500 ngàn. Dạ. Hồi đó giờ bà Tư xài tờ tiền lớn nhất là bao nhiêu? Trời, lớn nhất là 200 ngàn à. Chứ cái miếng này là không có rồi. Dạ. Miếng này làm sao em út để riêng giùm tôi đi. Riêng xếp để riêng. Cái này bà Tư để riêng đi, hồi cái này để riêng. Hả? Cái này nè. Cái này hồi còn nhiều miếng lắm. Hả? Cái này hồi còn nhiều miếng vậy lắm. Hả? Cái này bà Tư bới riêng đi. Ừ. Bà Tư có kim tay không? Không. Có cộng thun nè. Ừ. Bà Tư cầm này đi, cầm này đi. Cầm này đi. Không có gành cái này rồi phần không thấy đường nữa. Trời rồi, cái này là tiền lẻ nghe. Dạ. Cái này tiền lẻ, còn cái này là tiền bự để dành xài. Dạ. Là cái tờ tiền bà Tư không biết á. Dạ. Dạ. Ôi trời. Dạ. Bà Tư thấy chai dầu này không? Chai dầu bằng vàng. Chị Nít Nguyễn ơi, sao chị gửi về em chai dầu bằng vàng? Vàng này vàng bên Mỹ nè, bây giờ đồ nó mắc, vàng nó mắc lắm nè. Chai dầu bằng vàng bà Tư ơi. Dạ hả? Con thấy lạ, con biết sao bà Tư ngửi không phải dầu không? Ai biết, này xài sao sức hay luôn. Dạ dạ dạ, sức luôn mũi. Nào giờ mới thấy ngon quá vậy? Ngon quá. Ngon quá. Ngon hết chứ không? Chị Nít Nguyễn ơi, bển còn không chị? Chứ dậu bằng ngoài bằng vàng nè, chú Minh La. Con giỡn thôi, cái này của chị Nít Nguyễn bên nước Mỹ tặng bà Tư đó. Dạ. Trước nữa tôi cảm ơn mấy ông ngoại, tôi cảm ơn em nha. Dạ. À, còn đây là cái máy nghe kinh của gia đình cô Nguyệt ở bên nước Mỹ á, tặng bà Tư nè. Gửi cái máy này bắt sao? Để hồi con chỉ bà Tư hết cái video này, con chỉ bà Tư nha. Để hồi gần về con chỉ bà Tư, cái này của cái gia đình cô Nguyệt bên nước Mỹ. Cái gì đây? Cái này thuốc nhít. Thuốc nhất kia hả? Dạ. Bà Tư giờ mới thấy nó màu gì không? Thấy trắng tư à. Đúng rồi, màu trắng rồi. Bà Tư thấy màu này màu gì không? Thấy hơi vàng vàng. Đúng rồi, không? Thấy ha. Ừ. Rồi con nói bà Tư nè, cái này là thuốc nhất nhất đau nhất xương khớp. Ừ. Bổ xương luôn á. Ngày uống một viên. Uống có một xương không? Không, cái thuốc này bên Mỹ. Vậy hả? Dạ, thuốc này của chị dân dòng bên Mỹ tốt lắm. Dạ. Không có một xương. Dạ. Là cái này là thuốc trị nhức á, rồi bổ xương khớp nữa. Vậy hả? Không có một xương, không có giữ nước. Nhức cái giữ nó giò này giữ lắm. Dạ. Nhất. Còn cái viên thuốc này á, là thuốc khỏe. Bà Tư nha vô là hồi nó khỏe.
Nhai lẫn viên vậy hả? Viên một hả? Dạ. Ha. Này của chị Dân Dòng ở bên nước Mỹ gửi tặng bà Tư. Dạ. Nói cho tôi hộ lời lại mang ơn mấy cổ với em nhiều lắm nha. Còn cái này là thuốc nam. Thuốc nam ta xây ra viên. Cũng là thuốc nhất luôn. Rồi uống sao? Cái để con chỉ bà Tư. Uống lận bịch nhỏ này nè. Ngày bà Tư uống 2 bịch. Ăn cơm rồi hả? Uống nha bà Tư, thuốc nào cũng vậy hết. Cái này vậy hả? Cũng dạ. Này cũng vậy, cái này cũng vậy nữa hả? Dạ. Dạ. Bà Tư nhìn kỹ nhớ kỹ chưa? Cái này màu gì? Bà Tư nói con nghe đi. Này em trắng phải không? Rồi thuốc này chỉ gì bà Tư? Ai cũng quên nè. Màu trắng là thuốc nhất. Thuốc màu trắng là thuốc nhất. Nhớ rồi. Màu dạ. Cam á là thuốc bổ, thuốc khỏe. Vậy hả? Trời nắng quá, sáng ra ăn cơm nhan viên vô khỏe. Dạ. Yeah. Cái này giống như thuốc tiêu cam bên nước mình vậy đó. Dạ. Yeah. Mà này thuốc bên Mỹ không à. Dạ yeah, hả? Dạ yeah. Tụi uống nữa có sao không? Uống nữa khỏe. Trời ơi, yeah, tại sao uống có sao? Do trời bão. Còn cái này uống vô thì hết nhất. Ừ. Thuốc này bên Mỹ không sao hết, của chị Dân Dòng bên nước Mỹ á. Dạ. Dạ. Hết nhất rồi, mừng dữ. Dạ. Cái vỏ này nha. Nè cái này đâu rồi? Con xin tiền cho bà Tư để dành uống thuốc với có coi mua cao su gì này kia. Với bữa nay con trễ quá không có cây thang, con có tháo miếng tôn được. Mời bà Tư mướn người ta lại tháo miếng tôn xuống đi. Có tiền không mướn? Có. Vậy hả? Rồi mướn người ta tháo miếng tôn xuống rồi mua mấy miếng tôn vậy kêu thợ đắp lên. Vậy đó hả? Dạ. Còn mời chú Hai có đi đâu không? Không. Mời chú Hai vô đây đi. Kiếm thợ vô đây rồi bà Tư đưa tiền mình cho chú làm này cho bà Tư được không? Kêu ngốc cái chạy vô nó làm lại. Được không bà Tư? Hả? Giờ con xin tiền ông bà cô chú Mạnh Thường Quân đây nè, bà Tư để dành uống thuốc. Ừ. Với là ngày mai chú Hai kêu thợ đây làm cho bà Tư cái miếng tôn này nè, đặng cho an toàn nó thôi, ngủ nó phăng vô đây chứ. Xa quá chú Hai, Hai nó. Xe chạy được. Xa quá vô được không Hai? Con mua tôn Út con nó chạy vô. Hả? Mời mua tôn Út con nó chạy vô nó leo. Mời có thợ vô làm cho bà Tư. Nó làm rồi, con gửi phần tiền đó nghe, mời rồi bà Tư trả tiền thợ với để dành mua thuốc nha. Dạ. Cô ở hàng xóm hả? Cô dòm con nghe. Bà Tư bỏ tiền này vô túi đi. Cái miếng kia nãy đâu rồi? Hả? Miếng tiền kia nãy đâu? Rồi cột vô luôn ha, rồi bỏ vô túi đi, bỏ vô túi đi. Con gửi cho bà Tư phần tiền của cô Đầm ở bên nước Úc, gửi tặng bà Tư 500 ngàn. Dạ. Yeah. Cái tờ bà Tư nào giờ không biết á. Bữa nay 82 năm biết rồi. Tấm này với tấm nãy giống không? Dạ giống. Dạ hả? Dạ. Cái đó là của cô Đầm ở bên nước Úc. Dạ. Yeah. Anh chị tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ở nước Mỹ gửi tặng bà Tư 500 ngàn. Dạ. Yeah. Cô Bằng, cô Hai ở nước Úc gửi tặng bà Tư 500 ngàn. Ông Trần Văn Điệp, bà Nguyễn Thị Rồng ở nước Mỹ gửi tặng bà Tư 500 ngàn. Một cô giấu tên ở California bên nước Mỹ á, cô giấu tên bên nước Mỹ, yeah, ở Cali bên nước Mỹ á, yeah, tặng bà Tư 2.500.000. Yeah. 500, 1.500.000, 2.500.000, yeah, cô giùm con nha. Anh Quang chị Sương ở nước Mỹ tặng bà Tư 500.000. Một Mạnh Thường Quân giấu tên ở nước Mỹ gửi tặng bà Tư 500 ngàn. Cô Hằng ở nước Mỹ gửi tặng bà Tư 500 ngàn. Cô Thu ở nước Mỹ gửi tặng bà Tư 500 ngàn. Ông bà Hai ở thành phố Hồ Chí Minh gửi tặng bà Tư 500 ngàn. Cô Tám ở thành phố Hồ Chí Minh gửi tặng bà Tư 500 ngàn. Cô Hải Lê ở thành phố Hồ Chí Minh tặng bà Tư 500 ngàn. Cô Hải Lê bên nước Mỹ gửi tặng bà Tư 500 ngàn. Yeah. Con xin lỗi con nói lộn. Dì Anh ở nước Mỹ gửi tặng bà Tư 500 ngàn. Và em cô Hiền ở nước Đức gửi tặng bà Tư 500 ngàn. Dạ. Để cho tôi hộ lời lại cháu nói với mấy cổ tôi mang ơn nhiều lắm nha. Dạ. Mang ơn em út kỹ lắm. Để con đếm là được bao nhiêu tiền hồi nãy trong kia bà Tư để đi 500 kia. Ừ. 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu. 9.500.000. Dạ. Yeah. 9.500.000, cái này thợ làm không có nhiêu tiền hết trơn á. Dạ. Yeah. Làm lại cho an toàn để nó phan vô đây ngủ. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah.
Bà Tư có muốn che rồi đằng sau luôn không? Che rồi. Thôi để tiền uống thuốc đi, mai mốt có ông bà cô chú cho mình che ha. Bây giờ tạm thời làm cái trước tiên này trước đi. Để nó khoan vô. Hai à, ngoại xa hôn hai miếng xa à, chú kêu. Nghe hả? Dạ. Chứ xa quá thì thiếp kêu thợ nó hộ đây nè, nó mặn. Được không? Rồi cất tiền vô túi đi, cất tiền vô túi xong rồi cảm ơn quý mạnh thường quân. Dạ. Cất tiền vô túi đi. Bác Tư nói gì thầu vô đó đó, nói gì. Rồi, cảm ơn quý mạnh thường quân. Tôi Lê Thị Đẹp, tôi cảm ơn mạnh thường quân nhiều lắm nha cô ơi. Có chúc mạnh thường quân gì không bà Tư? Tôi chúc cho mạnh thường quân khỏe nhiều lắm nha. Trời con, ơi, con nói vậy. Bà Tư nghe nè, mới mốt mạnh thường quân ở bên nước Mỹ, nước Úc, nước Đức, nước Việt Nam về bà Tư đãi gì ăn? Không biết đãi gì giờ. Hái rau nãy. Hái rau nãy đó. Về cho mạnh thường quân ăn rau luộc. Cảm ơn em nhiều lắm nha. Con cũng xin thay mặt bà Tư, con chân thành cảm ơn ông bà cô chú anh chị, quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm đã gửi những yêu thương ngày hôm nay. Con xin kính chúc ông bà cô chú anh chị, quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm luôn vui khỏe bình an trong cuộc sống, thân tâm thường an lạc. Nguyện cầu ơn trên ban bố ước lành, ông bà cô chú anh chị luôn bình an, mạnh giỏi và hạnh phúc. Dạ thưa ông bà cô chú anh chị, đó là nội dung video ngày hôm nay con xin gửi đến ông bà cô chú anh chị. Con xin chân thành cảm ơn ông bà cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi video đến thời điểm này. Con xin kính chúc ông bà cô chú anh chị luôn vui khỏe và hạnh phúc bên gia đình. Con xin phép bà Tư con về, tại nhà con dạ. Còn xa lắm, ở Vĩnh Long lận. Dạ hả? Dạ. Tôi cảm ơn em nhiều lắm nha. Dạ dạ. Biết cho em ơn hộ lời với mấy người đó, cho tôi cảm ơn nhiều lắm nha. Bà Tư giữ gìn sức khỏe nghe. Dạ. Cất tiền cho cẩn thận. Dạ. Nha. Dạ. Dạ. Rồi mai cái chú hai đem thợ xuống người ta làm cái giá cái này cho bà Tư. Dạ. Nha. Dạ. Dạ. Con xin phép bà Tư con về. Dạ. Dạ.